Ủa boy, Hả? khuya còn làm gì vậy? Ủa quay sân xe luôn hả? Ờ. Bo đang trang trí hộp để gọi là tặng cho những vị khách của mình. Có nghĩa là Bo muốn rằng là mỗi chiếc bịch như thế này cũng sẽ là khác nhau, không có giống nhau, không có in đại trà, không có in công nghiệp. Đấy mà chính tay mình sẽ lo tới cả là những cái bao bì của nhãn hiệu luôn. Đấy, okay. Thì quách không? Thì tại những cái này thì thực tế là Quang Bao cũng học ở trên TikTok thôi chứ không phải là tự mình nghĩ ra đâu. Tại Quang Bao thấy cái idea này cũng rất là hay, thứ nhất là nó cũng đã tiện, nó rất là tiện. Nó cũng không tốn quá nhiều chi phí và nó cũng rất là phù hợp nữa. Rồi vậy anh Bao có thể hướng dẫn các bạn làm và cũng như là mẫu thử một à có nè. Ủa nãy giờ làm được hai cái này đã hả? Đâu? Ừ. Thôi cái này để sau đi, một lát nữa em đưa ra luôn. Bây giờ à, coi cách em làm trước đã. Rồi. Thì có nghĩa là Quambo thì bây giờ đầu tiên thì mình sẽ chỉ về những cái túi này đi. Thì ban đầu là Quambo định là mua giấy về sau đó là tự làm thành cái túi như thế này. Nhưng mà thực sự là nó rất là khó, nhỉ? Khó và tốn rất là nhiều thời gian. Thành ra Quambo quyết định là đặt 200 đồng một cái. Đâu 2.000 chứ? 2.700. 2.700 một cái là Quambo đặt 100 cái túi giấy như thế này ở trên Tiki hoặc các bạn có thể đặt ở trên Shopee. Đấy. Thì một cái túi giấy như thế này là 2.700. Thì đầu tiên các bạn hãy chọn cái mặt mà nó được trơn như thế này để các bạn dễ thiết kế và cũng như là có nhiều không gian thiết kế hơn. Còn bên đây thì như bạn thấy là nó sẽ có một cái phần góc thì các bạn cũng đừng quan tâm tới bên này. Bên này thì các bạn có thể mua một chiếc nơ hoặc một cái gì đó các bạn đính ở giữa. Đấy. Còn ở đây thì con Ba sẽ trang trí phần này cho mọi người xem nhé. Đây. Thì đầu tiên nó chính là mình sẽ mua những cái tờ giấy như thế này để làm gọi là những cái trang báo tay của nước ngoài á mọi người. Thì một cái tờ giấy thế này sẽ có giá là 7.000 một tờ. Các bạn có thể mua ở trên văn phòng phẩm ở trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Đấy, đây. Okay. Thì ngoài ra thì con Bao còn có rất nhiều họa tiết khác chứ không riêng gì là những cái túi giấy không, mà nó còn cả cái này nữa này. Ngoài báo, giấy thì chúng ta còn có họa tiết gì? Hoặc là check tim như thế này. Nói chung là đây cũng là những cái giấy gói tập gói quà bình thường thôi. Nhưng mà nếu chúng ta biết cách áp dụng thì nó sẽ cho ra những cái túi giấy rất là độc đáo. Ok. Rồi. Thì ở đây là Quang Bao sẽ làm trước cho mọi người cái phong cách gọi là unicorn kết hợp với vintage. Ok. Unicorn có nghĩa là những màu sắc pastel, bao gồm là những cái hình này tiên cá nè, kỳ lân nè. Và thường là có hình màu sắc đại diện là thường là sẽ là những màu sắc như thế này. Đây Quang Bao mua hẳn một khuôn dành cho nó luôn. Các bạn còn nhớ hôm trước Quang Bo đã giới thiệu cho chúng ta về các vật dụng để vẽ và trang trí không? Đây, đây là cái hộp băng keo unicorn nè. Ừ. Thì ok, đầu tiên là Quang Bo sẽ gáy một góc ra như thế này nè. Mọi người có thể cắt một cái góc hình tam giác như thế này. Nói chung là cũng rất là tùy hứng thôi, tùy vào khả năng sáng tạo của mọi người. Thí dụ như kể cả con bướm trên đầu của Quang Bo là khả năng sáng tạo thôi, mọi người đừng để gì nha. Tại vì Quang Bo mới đắp mặt nạ cho nên là Quang Bo còn để nguyên cái băng đô. Đấy thì mình sẽ phết cái hồ lên, thì các bạn mua cái loại hồ nó tốt tốt một tí nhá, để nó đừng có tróc ra trên cái đường vận chuyển á. Thì đây cũng là một cái idea rất là hay, vừa marketing mà vừa cũng mang lại sự dễ thương cho những các bạn mà bán hàng ở trên mạng. Đúng không nè. Thì mình sẽ dán vào một góc như thế này này. Anh quay chi mà toàn rửa. Không, tại vì... Nè cạnh đi, lúc này cần cạnh rồi. Ok. Đó mọi người ơi, mọi người sẽ cắt cái góc nhỏ bên này để... Mình sẽ căng ra cho nó vừa nha. Rồi. Đấy thì nó sẽ hơi chéo một chút xíu. Ok. Đấy, mình cứ dán ngẫu nhiên thôi, mình cũng không cần phải nó quá là theo khuôn khổ. Đúng rồi, theo khuôn khổ nhiều khi nó lại mất cái hay. Nhưng mà mình cố ý mình lựa những cái phần nào mà nó có những cái chữ đậm như thế này nó sẽ đẹp hơn. Thì cái đầu là mình sẽ cắt một cái đường thẳng như thế này. Nhưng sau đó mình sẽ tỉa lại bằng cách là mình sẽ xé. Đó. Xé thì nó sẽ tạo ra những cái răng ri. Đây và phần này thì nó vẫn còn sử dụng được mặt sâu nha mọi người. Okay. Thì đây bắt đầu mình sẽ xé như thế này, mình cứ xé cái đại thôi. Cũng không cần phải quá gọi là khuôn khổ đâu này kia đâu. Đấy. Đấy, nó sẽ tạo ra những cái như thế này. Ôi, này nhớ môn xé dán hồi xưa quá. Đó, mình cứ tạo cắt theo xé theo cái đường dọc hai bên. Hồi xưa nhớ có môn xé dán mà Duy cứ lấy kéo cắt hoài. Cô nó phải xé nha con, không được. Đúng rồi, tại vì cái xé nó mới tạo ra cái sự rằn ri như thế này. Và nó tạo ra tính chất bất hợp lý. Đây, thì mình nhớ là giữ thẳng hai bên nha. Ok. Cho nó dễ. Này cũng tô. Thì cái này mình cũng làm ngẫu nhiên thôi, chứ cũng không có cái gì gọi là
đặc biệt lắm đâu, nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái rất là đặc riêng biệt, có nghĩa là mỗi vị khách hàng đó sẽ có một cái túi riêng, gần như là không có cái nào giống cái nào cả. Đây, sau khi mình dán hồ xong thì mình sẽ để như thế này. À, cũng để nhầm. Đây. Các bạn có thể kết hợp hoa khô ở trên này, nhưng mà theo con bao khuyên thì mọi người đừng nên sử dụng, tại vì nó sẽ rất là rơi rớt, một nó sẽ rất là hơi nát nát một tí. Đúng đây. Rồi. Nếu mà mọi người tặng mà cầm đi tặng liền á thì mọi người có thể dán thêm ha. Đấy. Và sau khi mà mình đã gọi là tạo xong một cái bố cục như thế này rồi thì lúc này các bạn nên, theo con bao khuyên là các bạn nên chọn theo cái chủ đề, có nghĩa là thí dụ như là cái túi này đựng một cái sản phẩm gì đó nó mang một cái màu sắc unicorn, hoặc là màu xanh dương nhạt, hoặc là màu pastel, thì bắt đầu mình sẽ sử dụng tới những cái màu chỉ trong hệ màu này, hiểu không? Đấy, thí dụ như đây là con bao có sẵn một cái bảng màu như thế này đấy, thì bây giờ con bao sẽ điểm xuyến vài cái chỉ trong cái khuôn màu này thôi để tránh tình trạng rối loạn nha mọi người. Đây, con bò sẽ xé một góc của màu xanh dương. Đầu tiên là màu xanh dương, mình sẽ cố ý mình dán. Có vẻ là nó rất chi là ngẫu nhiên, nhưng thực sự là nó có sự sắp xếp cả. Các bạn có thể tưởng tượng đây giống như là một cái tấm bảng mà các bạn bắt đầu pin từng cái mảng tinh lên. Thì đây giống như là cái kim ghim để mà mình pin lên cái trang giấy báo để mà nó đính lên tường vậy đó. Đây, sau đó con bò sẽ này, nhìn vào bảng màu nè. Đấy, mình sẽ lấy thêm một chút màu hồng. Đấy, thì vai trò của cái này được sinh ra là như vậy đó mọi người. Đấy, mình sẽ pin lên. Đấy, thì nhìn nó rất là, nhìn tổng thể nó rất là giống với cái việc là các bạn đang đính một cái gì đó lên tường đúng không nè. Thì mục đích của cái đó là như vậy, có nghĩa là nhìn trông rất là ngẫu nhiên, không có sự sắp xếp, nhưng mà chúng ta cũng phải có một cái bố cục hợp lý, màu sắc hợp lý cho nó hài hòa với nhau. Đây là màu xanh dưa lá này, pastel này, đấy. Thì sau khi mà các bạn đã cố định những cái nhầy xong, bắt đầu mình sẽ tạo ra những chiếc nơ. Những chiếc nơ từ những cái cụm mắc kéo hình này. Các bạn sẽ tự cách này nha. Thì cái thực chất là những cái này là bạn cùng coi trên TikTok thôi. Mọi người ơi, Duy với One Bo vừa có một bữa ăn tối tuyệt vời. One Bo nấu ngon lắm nha mọi người ơi. Sao cái chữ ngon của anh nghe nó nặng nề. Đây, ở trên này là nó sẽ có những cái chữ như mermaid, thì mình cố gắng mình lấy làm sao đó cho nó tròn một chữ nha mọi người, đừng có lấy ngang qua. Ở trên cùng bằng keo thì nó sẽ có chữ, thì mình cố gắng lấy hết một lấy cho nó vừa chữ. Nó gọi là nó ra hình ra thù ấy. Đây, sau khi mà mình đã bắt đầu xong thì mình sẽ đính lên một chiếc ở đây, một chiếc nơ, mình sẽ cố gắng tạo một chiếc nơ trên này, thì chắc là tạo một cái nơ nó dễ kinh khủng luôn á mọi người. Mọi người sẽ bị bất ngờ sau khi mình làm xong. Đấy, mình sẽ tạo ra một cái độ dài bằng với cái trên nha, đừng cố gắng là nó chênh lệch quá, nó chứ mà tùy vào cái khả năng sáng tạo của các bạn thôi. Ta da, và chúng ta đã xong một chiếc nơ rồi đó mọi người ơi, và chúng ta chưa hẳn là xong nhé. Bây giờ Wombo sẽ điểm xuyến cho nó thêm một chút xíu, mình sẽ lấy cái bộ màu nước này ra. À, hết hồn từ chiếc nơ bắt chéo vậy. Còn vẽ thêm nha mọi người. Không, thực chất là cái này nó cũng chỉ là một cái chi tiết thôi, không phải khó khăn gì. Đây, mình sẽ vẽ những đường gạch như thế này. Đấy, hoàn toàn là ai cũng có thể làm được nè. Đúng rồi. Cái này thì nói chung là sẽ theo phong cách giống như là rất là ngẫu hứng, nét vẽ tuổi thần tiên vậy đó. Đúng rồi. Đơn giản nhưng mà tinh tế nha. Đơn giản nhưng thật sự là ít người nghĩ ra đó. Thật sự là cái này là ai cũng có thể làm được, chứ không riêng gì Bo. Mà đây sẽ là một cái số chiêu. Đấy, chúng ta đã có một chiếc nơ rồi. Và chiếc nơ này nó sẽ tạo ra tổng thể chung. Đấy, và những cái sau đó thì mọi người hoàn toàn có thể là lựa chọn cho mình bất kỳ một cái hình nào mình muốn. Thí dụ như ở đây là còn có những cái hình viên thạch như thế này, ở đây là có hoa đấy, và đây là mọi người thấy là cái chai nước hoa Chanel này nó sẽ có một cái mùi hồng phấn
Đấy, và cái mùa hồng phấn này nó rất là phù hợp với lại phong cách hiện tại của mình đúng không nè? À, mọi người, khi mà mọi người trang trí túi theo cái phong cách này thì mọi người đừng yêu cầu là quá hoàn hảo nha. Đúng chính rồi. Những cái sự hoàn hảo và nó ngẫu nhiên. Đấy, nó ngẫu nhiên, mình cứ đính một cách ngẫu nhiên thôi. À. Nhưng mà quan trọng là gì? Vẫn phải theo một cái tông chủ đạo. Nhưng mà đã thấy là hoàn toàn là nó nằm cùng màu với nhau hết. Nó không hề có một cái sự chổi nào đây cả. Bây giờ Quang Bo sẽ làm thêm một chiếc nơ nhỏ nữa. Phải nhỏ hơn cái này nha. Đấy. Thế cố ý làm cho nó có nhiều cái kích thước nhất có thể. Ví dụ ở đây chúng ta đã có một cái nơ to rồi. Chúng ta sẽ làm một cái nơ nhỏ. Thì những cái cách này nó khá là dễ và cũng không tốn quá nhiều thời gian. Như ở đây chúng ta đang có hình vỏ sò đúng không nè. Hãy cố gắng lấy 3 chiếc vỏ sò. Nói chung là đừng có lẹm vô thành là một nửa chiếc vỏ sò là được. Đúng rồi, đừng có là 2.5 nha. Đúng rồi, đừng có 2.5 nha. Đây. Trên chiếc nơ này nó cũng đã có sẵn những cái màu như thế này nè. Mọi người thấy những cái ngọc trai không? Đấy, nó lấp lánh nè. Đó. Thì mình sẽ đính ở đây một cái nơ nữa. Và bây giờ con Bo sẽ chọn này tiếng cá. Này tiếng cá nào trong số những nhân vật mà con Bo rất là thích. Con Bo đã thuyết phục bằng gì cho ra những cái mẫu unicorn này tiếng cá này. Ồ, nó rách mất rồi. Không sao, nếu như mà rách thì chúng ta cứ lẹm qua hẳn như thế này. Đấy. Bây giờ trên đây là có 3 chiếc ba sò thì mình sẽ cố gắng lấy làm sao cho thành là 2 bài tiếng cá nha. Mình có 2 bài tiếng cá rưỡi nha. 2 bài tiếng cá. Đấy. Đây. Có thể là nhát cắt của các bạn sẽ không cần hoàn hảo, nhưng mà hình trên nó thì nên hoàn hảo. Okay. Đây. Ta-da, vậy là chúng ta có thêm một chiếc nơ nhỏ nữa. Và cũng như vậy luôn là mình sẽ dùng, nhưng mà mình sẽ dùng cái đầu cọ nó bé hơn. Hoàn toàn rất dễ làm đúng không nè. Và những vị khách của chúng ta sẽ cũng sẽ cảm thấy đặc biệt khi mà chiếc túi của họ cũng không giống với những chiếc túi khác. Bởi vì mặt hàng Quang Bo bán thì cũng có một cái tuyên ngôn giống như vậy. Có nghĩa là không chiếc nào giống chiếc nào. Thành thử ra là đây cũng là một cách rất là hay. Và ngoài bán hàng ra thì mọi người có thể làm chiếc túi này để tặng quà. Đúng rồi, sinh nhật tặng quà sinh nhật. Và các bạn có thể ghi lên đây những cái dòng thương yêu dành cho bạn thân của mình hoặc là người thân của mình. Nhớ ngày xưa trên mấy chương trình truyền hình có hay có khéo tay hay làm, rồi mấy cái chương trình của nước ngoài nó cũng hướng dẫn làm mấy cái món đồ chơi thông minh đó. Đấy, và gần như là mình đã xong một chiếc túi rồi nhưng mà nó vẫn còn khá là trống, cho nên là Quang Bo quyết định là mình sẽ để thêm này, một cái rất nhiều sticker nha. Đấy, mình sẽ để thêm một cái chai nước hoa nữa. Chai nước hoa là hiệu gì nhỉ? Louis Vuitton. Đấy, mình cứ để ngẫu nhiên thôi. Ta-da. Và Quang Bo sẽ điểm xuyến thêm một cái dụng cụ nó viên tẹt một chút xíu. Hoặc là mình có thể lấy một cái sticker to. Đây, sticker bản to. Và mình cứ phải lựa, mình nhất định là phải lựa theo cái màu sắc chủ đạo. Đây là mọi người, Quang Bo đã mua rất là nhiều nha. Như đây chúng ta có một chiếc thuyền. Đấy, rất là phù hợp với lại concept đúng không nè. Quang Bo đã nhân lúc mà đi một mình đã mua rất là nhiều. Nhân lúc mà không có Duy. Quang Bo bị một cái bệnh là coi như là thấy cái gì dễ thương là mua quá luôn. Đây ồ, cái nào rất nhiều sắp nha mọi người. Hàng trăm cái. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ làm những chiếc túi cho. Đấy, thấy xinh chưa? Rồi, ok. Rồi, ba thành phẩm này. Đây, thành phẩm này, khoan, Quang Bo nghĩ là mình nên thêm một chút xíu nữa. Mình sẽ lựa trong cái hoa này. Đây, chiếc hoa này rất là hợp với lại màu sắc hiện tại. Ok. Và một trong những cái phối màu cơ bản của cái dòng unicorn này là 3 màu nha. Xanh lá, xanh nước biển và tím hồng. Tím nói hồng. Chung là những cái màu sắc tượng trưng cho cái vảy cá đó mọi người. Ừ, đúng rồi. Đây. Vảy cá đó. Đấy, mọi người thấy cái sự chuyển sắc của cái chiếc vảy cá đây, không? Duy sẽ cầm cho mọi người thấy rõ hơn nha. Thì đây sẽ là những tông màu của unicorn nè mọi người. Thì đây là một trong số những cái concept mà con rất là thích.
Đây. À. Mình sẽ để vào, mình sẽ nhìn rõ ra hơn cái bảng màu của unicorn, tại vì theo con bo thì nó tương đối là đầy đủ. Đây. Cha cha, và đây là chiếc túi xách của dòng unicorn. Nó hơi tối nha. Không được, được thấy rõ lắm. Đấy. Rồi, ok. Đây là chiếc túi xách của dòng unicorn, và đây là chiếc túi xách dành cho sản phẩm màu xanh lá cây. Đấy, màu xanh lá cây thì nó sẽ hơi cổ kính một chút xíu nha. Và dĩ nhiên là Wombo có chừa những khoảng trống lớn, thực chất là để dán lên cái logo của thương hiệu của mình sau này. Và đây là chiếc túi màu hồng dành cho những sản phẩm màu hồng. Đây nè, hoa khô mọi người có thể dán lên, nhưng mà theo Wombo khuyên thì đừng nên, tại đúng vì rồi, nhưng mà nếu thấy nó rất là dễ rụng. Đấy, nó rất là dễ rớt, rơi rụng. Và Wombo sẽ điều chỉnh cái này sau. Đúng rồi, ok. Đây và ba chiếc túi dành cho ba sản phẩm. Rất là dễ làm đúng không nè. Và đây cũng có thể là một cái idea rất là hay. Và Wombo nghĩ ra là các bạn nào mà đang bán hàng ở trên mạng, đặc biệt là những local brand ở nước mình, thì nên học hỏi để tạo ra những cái rất là DIY, những cái rất là handmade như thế này. Ok, và hy vọng mọi người sẽ thích số sale sale ngày hôm nay. Và Wombo còn rất nhiều những cái handmade nữa, Wombo sẽ chia sẻ cho mọi người ở những số sau nha. Bye bye. Tạm biệt mọi người.